cửu công chúa. Cẩm Ti tỷ, công chúa đừng sợ, theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, chuyện bỏ trốn nhất định thành công. Công chúa đã làm theo kế hoạch của ta, thuận lợi ở lại phủ tướng quân, qua mắt hoàng thượng. Chúng ta phải tranh thủ thời gian quý báu cho bước tiếp theo của kế hoạch. À, vậy sau khi xong chuyện, tỷ tỷ có dự tính gì chưa? Bỏ trốn nhất định là phải có nhiều ngân lượng. Nhưng mà những ngày tháng ăn ngon mặc đẹp ta không màng tới nữa. Ta chỉ muốn cùng huynh ấy cơm canh đạm bạc, tương thân tương ái, mãi không phân ly. Ây trời, công chúa, người từ nhỏ đã sống trong hoàng cung nên không biết cơm áo gạo tiền là thế nào đâu. Tục ngữ nói rất hay, ba xu tiền đánh bại anh hùng hảo hán. Nếu người muốn chạy trốn với tình lang thì cuộc sống ăn uống hàng ngày đều cần phải tới không ít ngân lượng. Vậy rốt cuộc là phải tốn bao nhiêu ngân lượng? Tỷ tỷ hãy tính giúp ta với. Nói ra thì người cũng không rõ đâu, tóm lại rất là nhiều luôn. À, vậy ta phải làm sao? Số tiền này phải tìm người chịu bỏ ra. Ai? Hoàng thượng. Phủ quan? Đúng, người lập tức xin hoàng thượng xuất tiền ra. Nói đồ đạc ở phủ tướng quân của kỵ ẩm mốc quá nhiều, người ở không được quen, lập tức cần ngân lượng tu sửa. Nè, mau nhìn cái đình này đi. Không cần toàn bộ cái đình này nữa, mau dỡ hết ra đi. Từ ở trên đó cho tới đây rồi. Nha, đo cho kỹ càng nha. Dạ. Ở cái bàn này cũng không cần nữa, cái này bán được bao nhiêu? 20 văn tiền. Không được đâu, lỗ lắm. Phu nhân tính đi. Nè, qua đây xem đi. Qua đây, qua đây. Đây nữa. Đây sao? Cái này bao nhiêu? Cái này cũng 20 văn tiền, phu nhân nhìn đi. Không được. Đi thôi, mau theo ta vào trong coi. Tướng quân, sao đệ lại thấy ngày càng mơ hồ? Không lẽ phu nhân... Có gì cứ nói thẳng. Không lẽ phu nhân thật sự vì tiền nên mới gả cho tướng quân sao? Cái này cũng không cần nữa. Cái này bao nhiêu tiền, còn ở đó nữa. Không được. Số lượng lớn lắm sao? Dạ đúng. Uống cho đệ kính trọng phu nhân như vậy. Nếu như tội ấy thật sự chỉ vì những vật chất tầm thường thì không phải là uổng phí chân tình của huynh sao? Chỉ là vật ngoài thân, không cần lo ngại. Có lẽ muội ấy có nỗi khổ riêng. Tình yêu chân thành mới là thứ quý giá nhất trên đời này. Một tấm lòng chân thành của huynh, sao tẩu lại đi đổi lấy tiền bạc chứ? Bổn tướng quân đã mê đắm Cẩm Nhi từ lâu. Muội ấy yêu tiền cũng được, yêu tài cũng được, cho dù không yêu ta, chỉ cần vẫn cần ta là ta đã thấy đủ rồi. Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Dạ tướng quân, bây giờ Tiêu Túc âm thầm về kinh, có phải để tìm hiểu rõ ràng chuyện của cửu công chúa không? Đúng là vậy. À phải, để hãy âm thầm điều tra mấy người thợ tiếp xúc với phu nhân, xem thử có lần ra đầu mối nào không. Ta muốn biết mục đích của phu nhân cần tiền. Ừ. Ra ngoài đi, ta muốn được yên tĩnh một mình. Dạ. Phó tướng. Tiểu thông cô nương đang đợi ai sao? Tiểu thông cô nương đang tìm người hả? Không có, tại ta sợ có ai đó không liên quan lại xuất hiện thôi.
À, anh đợi đã. Chuyện gì vậy? Lần trước ta vẫn chưa nói xong chuyện với phó tướng. Tiểu Thông cô nương cứ nói. Phó tướng có còn nhớ Tiểu Thông đã từng nói ngưỡng mộ kiếm pháp của ngài không? Ta nhớ rồi, ta còn hỏi có phải là cô muốn học kiếm không? Chắc Tiểu Thông cô nương đang đợi người rồi. Thì ta đang đợi Quynh đó. Tiểu Thông muốn nói với Quynh là, nói với Quynh, biết ngày hắn sẽ tới mà. Ai tới hả? Thôi đi, không ai hết. Vậy thôi, ta đi về phòng đây. Tiền tài đối với muội quan trọng tới như vậy sao? Đúng vậy đó, có tiền việc gì cũng dễ giải quyết, không tiền làm cái gì cũng khó. Vì để cựu công chúa được sống thoải mái, muội phải tính toán thật là cẩn thận. Nếu như Cẩm Nhi cần tiền, ta có thể bán hết những thứ giá trị trong phủ. Tại sao lại phải để cựu công chúa xin tiền từ hoàng thượng chứ? Nếu Cẩm Nhi có gì khó khăn, có thể nói với ta, hai chúng ta cùng nhau vượt qua. Bây giờ muội nói ra vẫn còn quá sớm. Vậy chừng nào Cẩm Nhi mới có thể nói sự thật cho ta biết? Đợi tới khi muội gom đủ tiền đã. Cái gì vậy? Sơn hả? Cái này là cho muội đó hả? Nếu Cẩm Nhi thích thì cứ việc cầm lấy. Quynh đã giải quyết vấn đề lớn giúp muội rồi, giờ muội sẽ đem qua cho cửu công chúa. Để nghe báo từ đầu nói tướng quân đã đi tìm Linh Chi Tuyết Sơn. Vết thương do đi tìm Linh Chi Tuyết Sơn đúng không? Bị thương rồi sao còn uống rượu chứ? Chỉ nhẹ thôi, không sao đâu. Quynh đau lòng dẫn tới không còn cảm giác nữa sao? Mau theo đệ gặp Lý Y Quan. Không cần đâu, bụng tướng quân không sao. Tướng quân, đi. Công chúa, có Linh Chi nè, cộng thêm tiền của hoàng thượng, đủ cho người sống mười mấy năm luôn đó. À, cậu tặc to gan, ngươi là ai hả? Công chúa đừng sợ, ta đi gọi người. Tỷ tỷ. Là Quynh ấy hả? Tại hạ Tô Thần. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Cứ nói chuyện đi. Ta sẽ ra ngoài canh cho hai người. Ôi trời. Ta rất nhớ muội. Muội cũng vậy.
Ta sống nửa đời người, hóa ra là vì 9 giây phút này để gặp được muội. Muội sống cả đời cũng chính vì giây phút này. Lòng hướng về huynh. Ta sống cả đời cũng là vì lúc này lòng hướng về huynh. Sợ tụi mình, sợ tụi mình. Lý Quang, Lý Quang, tướng quân đợi một chút. Ta chưa từng nghe nói Cẩm Nhi không được khỏe. Lý Yêu Quang, bảo khám vết thương của tướng quân đi. Được. Ta không sao. Người nói đi, tại sao phu nhân kê nhiều thuốc như vậy chứ? Không, phu nhân không cho hạ quan tiết lộ. Nói mau. Hồi bẩm tướng quân, gần đây phu nhân có tới đây nói hạ quan kê thật nhiều toa về các phương thuốc trị bệnh nan y. Bệnh nan y? Đúng vậy tướng quân. Phu nhân không cho hạ quan tiết lộ chuyện này với ai. Trước khi rời đi, phu nhân còn lấy ở chỗ hạ quan mấy cuốn sách y thuật nữa. Hóa ra ta đã trách nhầm phu nhân rồi. Thảo nào phu nhân muốn tác hợp tướng quân với cửu công chúa. Phu nhân sợ mình đi rồi không ai chăm sóc cho tướng quân, nên nhân lúc mình vẫn còn khỏe mạnh cố gắng đi tìm người con gái khác thay mình. Tiền bạc không có từ lúc sinh ra, chết cũng không mang theo. Không lẽ phu nhân định để lại cho tướng quân và phu nhân mới? Chắc chắn là ta trách nhầm phu nhân rồi. Cẩm Nhi luôn rất vui vẻ vô tư. Chắc muội ấy không muốn lúc ra đi mọi người phải đau khổ, nên mới cố ý che giấu. Nếu nàng ấy không muốn để chúng ta biết, thì chúng ta cứ diễn cùng nàng ấy, để không phụ công sức của nàng ấy đối với ta. Coi như ta chưa từng tới đây. Huynh bị sao vậy? Sao huynh lại bị thương hả? Có đau không? Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Đều tại muội không chăm sóc tốt cho tướng quân. Là do bọn tướng quân không chăm sóc tốt cho Cẩm Nhi. Bây giờ huynh đang bị thương mà còn muốn chăm sóc muội nữa.
Kể từ nay về sau, bổn tướng quân sẽ chăm sóc chu đáo cho Cẩm Nhi. Giữa ban ngày ban mặt, huynh làm người ta ngại quá. Vậy thì sao chứ? Bổn tướng quân muốn để cho tất cả mọi người biết, Cẩm Nhi là người mà ta yêu nhất, không ai có thể cướp được, không ai được phép làm vậy. Tướng quân nói nghe rất hay, huynh tự tin tới như vậy, không sợ Cẩm Nhi trốn tới nơi huynh không tìm thấy, không thể nào gặp muội được sao? Cẩm Nhi, sinh lão bệnh tử, chúng ta không thể nào khống chế được. Nhưng muội phải biết, chúng ta yêu nhau ở bên nhau chính là số mệnh của muội. Muội chỉ có thể đi con đường này thôi. Sau này không được muội cho phép, huynh không được bị thương nữa, có biết chưa? Xin nghe theo lệnh của phu nhân. Nè, Cẩm Nhi đừng đi, ta đã bị thương rồi, muội ở lại chăm sóc cho ta đi. Muội không đi đâu, muội lấy thuốc cho huynh. Nè, mau uống thuốc đi. Muội đút cho ta nha. Tướng quân, cửu công chúa xinh đẹp như hoa, huynh từng động lòng với cô ấy chưa? Cẩm Nhi đừng có nói bậy như vậy chứ. Muội chỉ là ví dụ thôi. Nếu như không có muội, huynh có động lòng với cửu công chúa hay không? Cửu công chúa khuynh quốc khuynh thành, đúng là tuyệt sắc gia nhân đó. Đúng vậy đó, tới muội cũng còn ghen tị mà. Còn gì nữa? Cửu công chúa lại là hoàng thân quốc thích, đúng là huyết thống cao quý. Nếu làm phò mã cũng hay lắm đó chứ. Sở Tu Minh, huynh đúng là dông ơn bội nghĩa, vô lương tâm, sao không làm phò mã luôn đi, còn bắt muội ở đây đút thuốc nữa. Cẩm Nhi đâu cần phải ghen, bổn tướng quân cũng đâu nói nhất định muốn làm phò mã. Nhưng nếu phu nhân cứ muốn tác hợp tướng quân và cửu công chúa, vậy thì ta đành phải gặp công chúa. Huynh tính làm gì với công chúa? Ta phải nói rõ với cửu công chúa là cả đời này Sở Tu Minh chỉ yêu mỗi mình Cẩm Nhi thôi, ta không làm phò mã. Đắng quá. Đắng tới mức nào? Muội nói thuốc của huynh đắng, làm sao huynh chịu được vậy? Thuốc do phu nhân đút, đắng mấy cũng thành ngọt hết. Vậy thì để bổn tướng quân giúp cho muội giải đắng nha. Cẩm Nhi, những ngày tháng còn lại, ta nhất quyết sẽ cùng muội đi cho hết. Trứng phục sinh. Khoảng thời gian này làm phiền của công chúa phải ở tạm chỗ này. Tỷ tỷ không cần khách sáo. À phải, vừa rồi cảm ơn công chúa đã phối hợp. Vừa rồi tại sao tỷ tỷ phải nói như vậy? Ta đã đồng ý hoàn thành tâm nguyện giúp công chúa, làm như vậy cũng là có ý của ta. Không lẽ tỷ tỷ sợ ta thấy tỷ tỷ và tướng quân ân ái lại thấy đau lòng? Công chúa hiểu là được. Nhưng mà tỷ làm vậy không sợ tướng quân hiểu lầm sao?
có cần ta giải thích giùm không? Không cần đâu mà. Sở Tu Minh không phải là người hẹp hòi. Hơn nữa, bình thường huynh ấy cũng đã quen với hành động kỳ lạ của ta. Công chúa yên tâm đi, đợi tới khi thời cơ chín muồi, ta sẽ giải thích rõ ràng với tướng quân. Vậy ta xin nghe theo tỷ tỷ sắp đặt. Không sao, yên tâm đi.